Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải. Năm ơi, ở lần video này thì Khải sẽ trung gian giùm anh em trong bang một cái nhẫn này mà, một nhẫn mày bánh 7 vòng 1 khá đẹp luôn. Trời ơi, bán với giá 45, tầm này bán với giá 45 khá là chắc rồi anh em ơi, trúng như luôn anh em ơi, về bờ luôn anh em ơi, về bờ luôn. Anh Trung về bờ. Đó, khả năng giao dịch dùm cho anh Trung anh em ơi, Trung Trung Ban. À, anh xanh được, anh không phải xanh mà đi chan nữa nè, chan được nhận 77, không phải chưa? Đang muốn chấm. Quá đẹp. Đây nè. Của anh Trung Tiểu Yến Trung Ban anh em ơi, anh Cung Long Đa Tiểu Yến Trung Ban. Được, ra mình nhận 77 được ngon vãi chưa? Quá đẹp. À, quá đẹp luôn anh em ơi. Rồi đã mang vô ngay lần đầu tiên mang nhẫn bánh 7 rồi. Xem hồi này thì đó, ồ không kết được. Đó kết được. Trời ơi bánh 7 này mà. Đó. Quá đẹp. Rồi, kết vô lấy bánh ngay. Đó. Kết lấy kết vô người lấy bánh bản thân cái nè. Rồi tí nữa lấy ra. Đó. Quá đẹp. Rồi đã nhận tiền. Giao dịch luôn em ơi. 40,5 triệu. Ok, đã nhận 4,5 triệu nha Nam. Đây em ơi. À, đây. Đã nhận 4,5 triệu. Qua xem nữa em xem lại nha. Đây. Đã nhận 45. Đó, tìm về. Mục tiêu rồi. Đó, thấy chưa? Rồi, ok. Rồi, giao dịch cho anh em thôi. Đây, Khải, tôi ra chị Hùng. Okay. Đúng, à, chưa. Đấy, từ từ. Từ từ thôi nha. Lâm ra lại. Nhận lại. Nhận lại. Nhận mấy bánh 7 rồi nè. Đúng rồi chưa. Giờ trung gian mấy cái này giao dịch dùm mà đỡ mắc nó toàn luôn nè. Mình giao dịch dùm thôi nè. Xác nhận. Quá đẹp. Hello Nguyễn Ngọc Linh nha. Mấy bánh 7 nè. Ok. Chốt. Xong. Rồi ok anh em nha. Cảm ơn em đã xem video và đừng quên cho video những video trung gian như này không like chia sẻ chơi nè mọi người. Trung gian thì trung gian giùm em một phần là anh em có donate gì đó để ủng hộ thôi. Còn thôi biết sao giờ. Thường thường mấy cái donate này anh em hay donate khá lắm. Ok mấy ba anh em đừng quên Khải hay live stream vào lúc 7:30 tối hàng ngày nè mọi người. Chúc anh em xem video vui vẻ vào lúc buổi tối nha anh em ơi. Rồi.